Với cái module này thì ta nó chỉ chạy được ở trong cái phần một cái file assembly thôi, chứ còn trong file path nó không chạy được. Chính vì vậy ta sẽ làm như sau, ta new này. Đầu tiên ta new một cái file assembly này. Đúng không? Sau khi new file assembly ấy. Sau khi new file assembly ấy thì ta sẽ tạo các cái file path trong file assembly luôn, mà không cần phải tạo file path rồi ta place vào. Không cần, đúng không? Ta tạo trực tiếp cũng được. Đấy, thầy sẽ hướng dẫn một cái kỹ thuật. Kỹ thuật này gọi là kỹ thuật là gọi là gì? Bottom up. Tức là nó có hai cách nhá. Top down và bottom up. Top down là cái cách mà ta làm thông thường ấy, tức là ta vẽ từng cái path xong rồi ta place nó vào, đúng không? Còn cách này là không, cách này là ta từ cái file assembly ta vẽ các cái path đường vào đường trong nó, đúng không? Thì bằng cách như sau. Thì ta tạo chọn cái grid này. Đấy thì ở đây ấy, ta bắt đầu mới tạo file này. Ta cũng chọn metric này. Rồi standard này, đúng không? Vẫn như bình thường. Và đặt tên ở đây, đúng không? Đặt tên là chẳng hạn nhiều là cái tấm 1 chẳng hạn. Xong. Nó hỏi ta là đặt vào cái chỗ nào, ta đặt vào một cái mặt phẳng bất kỳ. Đấy, đặt cái làm gốc. Xong ở đây nó quay trở lại về cái giao diện này, các bạn thấy quen thuộc giao diện path này rồi đúng không? Nhưng thực tế nó vẫn nằm trong cái file assembly này. Nó chỉ mở cái thằng path này ra thôi, được chưa? Ta create, sau khi create thì giống hệt assembly, ta tạo một cái tấm đơn giản. Đây với chiều dày là 10. Chiều này là bằng cho là 50 đi. Đúng không? Và ta sẽ vẫn như thường lệ, ta sẽ gán cho nó, đúng không? Đang lệnh gì nhỉ? Không được. Ở nó chữ 10. Thôi, được rồi, này đi. Đúng không? Thế này nhé, ta finish này. Ta exit nó đi. Với kích thước là 100 đi. Ok. Đấy, xong ta return. Như vậy là ta đã có một cái file tấm 1 này nằm trong cái file assembly, đúng không? Đấy, và nó như thế này. Ta tạo tiếp cái file tấm 2. Đó. Ta cũng như vậy, metric đây, ta chọn cái này. Đây ta có tấm 2. Ok. Đó, ta lại vẫn tiếp tục ta chọn cái mặt này, ta vẽ. Xong đấy rồi ta bắt đầu ta chọn cái mặt này làm khởi điểm. Không, nó vẽ sang cái file khác. Đấy thì với cái cách vẽ mà bottom up này á, thì ta có thể nhìn thấy các cái file khác, các cái path khác để ta thấy sự tương quan với nhau, đúng không? Chứ không vậy khi mà vẽ path này thì ta không nhìn thấy path kia, thì dẫn đến là các kích thước tương quan mình không có nhớ. Thì đây ta giả nhiều thằng này là bề dày là 5 và chỗ này là 40. Đấy. Ở chỗ này ta cứ ta gán đi. Chỗ này sang đây. Đó. Ta quảnh như kích thước này. Đâu rồi? Được chưa? Ở đây thì ta lấy exit nó với kích thước là ví nó 80 chẳng hạn. Đúng không? Xong ta return. Ở đây như vậy là ta đã có hai tấm rồi, tấm 1 và tấm 2 đây, đúng không? Đấy thì bây giờ ta mặc nhiên khi hai tấm mà tạo xong ấy, nó sẽ dựa vào cái mặt phẳng lúc ta chọn ấy, để nó gán luôn một cái constraint ở đây là constraint fluid để cho hai thằng này dính vào nhau theo cái tọa độ lúc nãy ta chọn ấy, tọa độ cái mặt phẳng mà EZ plane này thì ta xóa nó đi để ta có thể gán theo đúng ý ta, đúng không? Thì bây giờ thằng này là tự do theo phương này rồi. Thì đầu tiên là ta gán úp mặt hang này vào nhau đã. Thì đầu tiên là ta constraint mặt này, đúng không? Ta gán này với thằng này để nó vào. Xong rồi, ta tiếp tục. Bây giờ thằng này chỉ trượt được như này thôi, đúng không? Ta tiếp tục ta gán mặt này với mặt này. Phẳng mặt. Ta kéo này ra đây. Thì bây giờ ta lại gán tiếp thằng này với thằng này, đúng không? Và tất nhiên ta không để như này, ta không để như này,
mà ta sẽ cho nó offset nó ra, đúng không? Lùi nó ra, lùi ra khoảng tầm 50, trừ 50, đúng không? Đấy, xong. Đấy, như vậy là ta đã có hai cái tấm như này rồi. Bây giờ câu chuyện đặt ra là như thế này. Ta sẽ dùng các cái chốt để cố định hai cái tấm này với nhau, đúng không? Ta phải tính toán, cái bài toán đặt ra là bây giờ hai cái tấm này có bị chịu một cái lực mà giằng ra ấy, là ví dụ như là 1000 newton chẳng hạn. Thì bây giờ câu chuyện đặt ra là phải thiết kế bao nhiêu cái chốt để chốt lại, tức là ta đục các cái lỗ này để ta đặt cái chốt vào, đúng không? Thì ta phải quay trở lại bài toán thiết kế đấy. Thì nếu như như trước đây á, ta mà làm bằng cái bài toán kia ấy, thì ta hoàn toàn cái cũng là ta giả vờ ta đặt chốt vào, đúng không? Ta tạo cái chốt vào xong ta cho cái stress analysis, xong ta simulate cái, ta kiểm tra nếu chưa đủ thì ta lại quay lại thiết kế, đúng không? Nhưng làm thế nó rất là lâu, không biết bao giờ thì đủ. Với cách này thì lại khác, cái cách tư duy nó sẽ ngược lại, đúng không? Cách kia là cách xuôi, còn cách này cách ngược. Thì ta sẽ vào cái tab design. Ở trong cái tab design này ấy, thì là có bao gồm tất cả những cái tính toán thiết kế của các cái phần cơ khí đơn thuần, bao gồm là bolted connection là liên kết bù lông, đúng không? Clevis pin là chốt. Trong cái này thì còn có là skew pin chốt chặt, cross pin là chốt chỗ thì dịch là chốt chữ thập, chỗ thì dịch là chốt, tức là đại khái là phải có chỗ ta có thể tạm dịch là chốt chữ thập cũng được, đúng không? Cái joy pin này là cái pin là chốt, mà cái joy pin này là cái chốt mà chống xoay ấy. Tức là khi mà hai cái ống lồng nhau vào ấy, để ta đục một cái lỗ rồi ta chốt nó vào, nó hơi giống then ấy. Đấy. Nhưng mà nó không phải then, nó là chốt nhá. Thì còn đây là chốt xuyên tâm, radio pin. Ở đây là cái phần frame, toàn bộ là cái phần mà tính toán ở cái dạng thanh, dầm, mà dầm và cột các thứ, thì ta sẽ tính toán cái này, ta sẽ quay lại cái này sau. Phần này là cái phần về power transmission, là truyền động nhá. Thì nó gồm có cái shaft là trục, gear là bánh răng. Thì ở đây nó gồm có là bánh răng trụ, bánh răng trục vít và bánh răng côn. Đấy. Còn ở phần này bearing là ổ gọi là vòng bi đấy, có thể là ổ lăn hoặc là ổ trượt. Belt, cái này là đai nhá, thì gồm có cái đai chữ V này, rồi đai gọi là đai cân bằng và xích. Ở cái phần key này là cái chốt, then, key là then. Đấy, nó ta cũng có được thiết kế tất cả các loại then ở đây. Đây là đĩa cam nhá, đĩa cam bình thường hay là cam cam đường hay là cam trụ. Ở đây thì có hai cái loại then hoa, cái này là then hoa, thì gồm là then hoa thường và then hoa thân khai. Involute là thân khai, là nó là cái đường thân khai ấy, là nó ngược lại với đường gì nhỉ? Đường involute là ngược lại của đường cycloid ấy. Một cái hình tròn mà lăn trên một đường thẳng thì vạch một các cái điểm trên hình tròn, vạch ra một cái phương trình đường gì? Đường cycloid. Còn một cái đường thẳng mà lại lăn trên một cái mặt trụ ấy, thì các cái điểm của nó sẽ là lăn ra, nó sẽ tạo thành một cái đường gọi là đường involute. Đường involute này tiếng Việt gọi là đường thân khai nhá. Trên ta có bánh răng, các bánh răng nói chung của ta là đều dùng thân khai rồi, thì ở đây cái then này là then thân khai nhá. Then dùng theo kiểu cong involute. Spring là các cái spring là đàn hồi, các cái tính chất là đàn hồi, gồm có compression, ở đây là lò xo, đúng không? Lò xo nén, lò xo kéo. Đây là nhíp, đúng không? Và đây là cái lò xo xoắn. Đó. Thì ta hôm nay như vậy là đây là tất cả, đây là cái phần thuộc về cái tab design ta sẽ làm để ta dùng thiết kế, và ta cũng sẽ dùng để thiết kế cái phần hộp giảm tốc ở trong cái môn đồ án cơ sở thiết kế máy ấy nhá. Thì tất cả là dùng ở design này hết. Thế còn chỉ khi nào ta làm xong rồi, ta quay trở lại ta kiểm tra xem liệu nó có đúng hay không, thì ta mới quay trở lại cái bài đầu á, cái bài kiểm tra ấy nhá, cái bài simulate để kiểm tra lại là xem là liệu có chịu được hay không. Đấy, thì bởi vì sao lại thế, vì như này này, tất cả cái tính toán ở đây ấy, người ta đều tính toán theo dạng lý tưởng,
nhưng thực tế nó không lý tưởng. Ví dụ như cái trục chẳng hạn, đúng không, lúc thiết kế nó chưa hề có các cái then, chưa hề bị giảm yếu, đúng không? Thì khi mà có cái then nó làm giảm yếu cái trục rồi á, thì liệu cái trục có đảm bảo được nữa hay không thì ta lại phải kiểm tra lại, đúng không? Kiểm tra không đảm bảo ta lại quay lại cái bước design này nhá. Với cái bước design này là chọn này, rồi thiết kế này, rồi kiểm tra này, không được lại quay lại chọn thiết kế kiểm tra, đúng không? Đấy là cái bước mà thiết kế nói chung. Ta sẽ đi sang cái đầu tiên là cái đơn giản nhất, đó là thiết kế cái chốt, đúng không? Dùng cái circuit pin này. Sở dĩ thầy muốn nói cái circuit pin này trước ấy là vì nó đơn giản hơn. Thầy nói hết các thông số, khi ta quay lại cái thông số kia nó dễ hơn nhiều. Ta chọn cũng như vậy, đúng không? Reference 1 ta chọn cái này, ta cũng chọn 20. Cái này ta cũng nhập 20. Xong đấy ta nhập cái mặt kết thúc của nó, đúng không? Và cũng hai lỗ đây, ta cứ đặt tạm 8 đi. Ta chuyển sang cái calculation này. Thì nó có cái top này. Ở đây thì nó có cái... nó có cái kích thước của cái tấm đường trên này, đúng không? Tấm dưới của ta là bao nhiêu nhỉ? Tấm dưới bottom là tấm dưới nhá. Tấm dưới của ta là đang bao nhiêu? Là 10, ta nhập vào 10. Tấm trên của ta bao nhiêu? 5, ta nhập vào 5 nhá. Đấy. Ta tạm apply ra này. Ok. Nó chưa có gì cả, đúng không? Nó chỉ mới ấy thôi. Ta quay lại cái design này. Ta calculate này. Ta chọn calculate một cái thì ở đây nó bắt đầu ra các thông số, đúng không? Ta sẽ quay lại thông số này sau, ta quay lại design trước. Ở đây ta click để ấn cái pin vào, tức là để thêm cái hình của pin vào. Đấy, ta chọn này, click vào cái hình mũi tên xuống này này, để ta chọn này. Nó hơi chậm đấy. Chọn cái chốt đây nhá. Vì chúng ta chọn một cái chốt ISO này chẳng hạn nhé. Đấy, thì như vậy là xong, ta nhấn OK. Để cho các bạn thấy cái màu xanh là cái chốt được chèn ra chưa? Ở dưới cho tôi nhỉ. Sau buổi này ta đã thấy có một cái chốt được chèn ra đây rồi. Các bạn hình dung không? Đấy. Thì ta quay trở lại đây, ta trở lại bảng tính toán nhé. Thì các thông số này, đầu tiên là cái lực, đúng không? Cái lực F này này, ta đặt vào là 1000 Newton, đúng không? Chỗ này nhá, ta calculate này, 1000 Newton này. Không, đây, thì bây giờ từng giải thích từng cái thông số một. Đây là hai cái hệ số thôi, ta cứ để bằng 1 nếu như ta không. Đây, bây giờ ta nhập vào này, đây là lực, các bạn hình dung được rồi, đúng không? Chỗ pin diameter là đường kính của chốt này, chiều dài chốt này, tầm trên tầm dưới này, đúng không ạ? Ở đây ta sẽ nhập vào cái allowable stress in shear. Cái này là gì? Cái này là lực cắt cho phép của cái vật liệu làm gì? Pin material. Vật liệu làm chốt thì có cái ứng suất mà cái tức là ứng suất cắt tối đa là như thế này. Được chưa? Đây là vì chốt là nó chịu lực gì nhỉ? Chịu lực cắt là chủ yếu, đúng không? Thì ta phải nhập cái lực cắt vào đây. Ở đây thì ta sẽ, đây là cái vật liệu mà tầm dưới, vật liệu ở tầm trên, đúng không? Thì ta hoàn toàn ta có thể chọn được. Nếu ta có thể chọn chất liệu của nó, nếu ta sử dụng cái U material này ở đây thì ta sẽ có thể chọn được các cái thành phần vật liệu ở đây, đúng không? Để ta có thể dùng chẳng hạn như là thép đúc này, đúng không? Rồi cái thép chống rỉ này, một loạt đây, đúng không? Bron là gì? Bron là đồng. Đấy, thì ta có thể chọn như này, thì nó tự động nó quy đổi cho ta. Hoặc ta chọn rất là nhiều, hoặc là ta lấy từ thư viện ra, đúng không? Ta lấy từ đây ra, ta thêm một cái thành phần bất kỳ vào, hoặc là ta nhập ở đây, nhập cái số liệu vào, đúng không? Thì ta cứ tra bảng nhé. Cái số 90 và 120. Đây các cái vật liệu khác nhau mà. Tên vật liệu này. Thế nếu như mình điền thêm vật liệu vào. Đấy, ví dụ như thép nhá. Thép nhá, đúng không? Ví dụ như bao nhiêu đấy, ví dụ như là 250 MPa chẳng hạn nhá. Đúng không? Thì nhấn OK cái. Giống một sức bền ấy. Thì lập tức nó sẽ được luôn, đúng không? Ta thêm vào là được nhé. Còn nếu quá nhiều vật liệu thì ta sẽ click vào đây để chọn. Các bạn hình dung không? Allowable pressure là lực ép tối đa, đúng không? Bởi vì cái này là lực ép bề mặt, đúng không?
khi mà vật liệu thì nó bị cái ứng suất mà tác dụng lên cái bề mặt này. Thì bây giờ kết quả này, LF là gì? LF là cái chiều dài làm việc của cái chiều dài của cái chốt, đúng không? D min là cái gì? Là cái đường kính chốt có thể nhỏ đến mức như thế này đối với cái lực như thế này. Các bạn hình dung không? Với chiều dài và lực như thế này, với đầu vào như thế này, D min đấy là không, cái F này thực ra là nó là đúng rồi, F là chiều dài làm việc đấy, chiều dài là min đấy, không nó sẽ không đủ chiều dài làm việc. Cái dịch pin active length ấy là chiều dài làm việc của nó, tức là dài hơn số này thì cái phần vứt dài để nó vứt đi, bé hơn số này thì cái lượng đấy là không đủ nhá. Tô C này là cái ứng suất tính toán trong cái lực cắt mà dành cho cái chốt, đúng không? Reducted pin shear stress, cái này là như này, cái này là cái ứng suất quy đổi nhá, ứng suất quy đổi của cái trong. Mọi người biết ứng suất quy đổi chưa? Tức là như này nhá, trong môi sức bền vật liệu ấy thì rõ ràng trong cái ứng suất của một cái cấu kiện ấy, đúng không? Thì nó không chỉ là ứng suất tiếp, cũng không phải là chỉ là ứng suất pháp, đúng không? Thì nó rõ ràng đó là ta phải quy đổi ra, chứ không ta không thể kiểm tra cả tiếp cả pháp được, đúng không? Ta phải quy đổi ra thành một ứng suất nào đấy. Thì lúc đấy đây chính là cái ứng suất quy đổi mà cho phép, bởi vì cái A là cái mà tối đa mà, thì thực ra nó lấy theo thằng này này. Các bạn hình dung không? Đấy, thì nó là quy đổi ra được từng này, được chưa? Thì đấy là tùy, còn ở đây ấy, thì có thể cái nghĩa nó khác. Ở đây là cái từ này là từ nó chữ S này, nó ký hiệu với từ safety, hệ số an toàn nhá, safety factor nhá. PC đó là gì? Pressure calculate, cái tính toán ra cái áp suất mà ở trên cái bề mặt mà do cái chốt này á, tạo ra cho cái mặt cho mặt tấm, cho tấm trên đấy thì là bao nhiêu? Đúng rồi, cái ứng suất cho phép là bao nhiêu? Người ta nhập vào mà, đúng không? Hệ số an toàn, hệ số an toàn này bằng cái gì? Hệ số an toàn, ta thử nhá, ta thử tính cái hệ số an toàn này nhá, để ta nhẩm xem có đúng không nhá. Ta lấy 12,5 này, ta lấy đi 2,4,6 này chia cho, được chưa? Như vậy là hệ số an toàn bằng cái gì? Bằng cái ứng suất tối đa gọi là ứng suất thực tế cũng được, đúng không? Chia cho mà cái khả năng chịu lực của vật liệu, đúng không? Trên là nó thoải mái. Tương tự thằng này không khác gì, đúng không? Đấy, sau khi ta calculate để ta có. Các bạn nhớ một cái này là mọi người làm cái này rất hay quên này, mà trong inventor thì sách nào cũng nhắc, đó là trước khi ta đọc kết quả ta phải nhấn vào phím calculate, bởi vì nhiều nó không tự động. Chẳng hạn như ở đây ta thay nó thành 2000 newton chẳng hạn, nó không, bên này nó không tự động nó cập nhật đâu. Thế là nhiều khi ta thay 2000 xong ta loay hoay ta lại ghi cái số lượng này ra là coi như là số lượng không đúng, mà ta phải nhấn lại cái phím calculate nhá, để cho nó tính. Ví dụ như ở chỗ này ta tính là 3000, đúng không? Ở đây nó khôn ở chỗ là như là ta có 3000 cái thì nó mờ cái hình đi, đúng không? Thì nó mờ hình đi để ta biết rằng là ta phải nhấn calculate lại, bởi vì số này có thể là số đã cũ rồi, ta nhấn calculate, đúng không? Ở đây thì nó báo là không đủ rồi, đúng không? Cái demin là 9 cơ, đúng không? Để chịu được cái lực ép như thế này thì nó 9, mà cái này có 8 thôi là nó không đủ, đúng không? Và cái tấm trên là không đủ, tầm trên cũng không đủ dày cho cái như này nếu đặt một chốt, đúng không? Thế còn nếu ta đặt hai chốt thì được ngay, đúng không? Đấy, thì ở đây là cái check calculation, tức là từ nãy giờ cái quá trình từ nãy giờ là gì? Là ta kiểm tra xem cái chốt ta đặt này có đảm bảo không, đúng không? Thì phương pháp thứ hai của ta là tính toán chốt, đúng không? Thì ta cũng tương tự như vậy thôi. Ở đây thì nó sẽ từ cái lực này nó tự động nó đổi cái này này cho phù hợp, các bạn hình đúng không?
các bạn, tức là như này nhá, nếu như mà ta mà kiểm tra ấy, thì từ cái kết quả này nó ra cái này, được chưa? Thế còn nếu ta mà tính toán chốt ấy, thì nó sẽ chọn cái lực nạp cái này nhỏ nhất đảm bảo, đúng không? Ví dụ như bây giờ ta chuyển nó về 10.000 thôi, ta calculate nhé. Thằng này nó chỉ cần đến cái D4 thôi, nó tự nó nhảy về cho ta. Các bạn hình dung không? Đấy, tức là tính toán khác cái kiểm tra, đúng không? Kiểm tra là có sẵn rồi, tôi kiểm tra xem nó còn đảm bảo không. Còn tính toán ấy, thì tôi nêu cái tình huống cho Auto Inventor tự nó sẽ cho cái đầu vào cho phù hợp, đúng không? Đấy là cái hai cái bài toán ngược nhau. Đấy, như vậy là về cái này sau khi ta nhấn OK thì lập tức là cái chốt nó như này, đúng không? Thì ở chỗ này ta cũng phải cập nhật lại, đúng không? Lúc nãy nó là 8 thì bây giờ chốt của ta có 4 thôi, ta phải vẽ lại 4 ở đây. Bạn hình dung không? Ở chỗ này ta lại cũng phải 4 ở đây. Được chưa? Thì để nó đục lại cái lỗ, đúng cái lỗ 4. Đấy là cái chốt chặn.